Chúng ta chuyển sang phần năm lớn, đó là đại biểu quốc hội. Đại biểu quốc hội. Những đại biểu quốc hội là những người mà chúng cử trong các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra, thay mặt cho nhân dân, cho cử tri, để thực hiện quyền lực trong quốc hội. Để quốc hội hiện nay là quốc hội khóa 12 thì như chúng ta biết là chúng ta bầu ra 500 đại biểu quốc hội. Thế như vậy là 500 đại biểu quốc hội này thì đại diện cho các cái địa phương, đấy, đại diện cho các dân tộc, đại diện cho các giai cấp, đại diện cho các lứa tuổi, đấy, đại diện cho nam nữ, đại diện cho các tín ngưỡng tôn giáo, đại diện cho các thành phần xã hội. Tức là cái tính đại diện của quốc hội, nói đến quốc hội đầu tiên là phải nói đến tính đại biểu, tính đại diện. Đấy, đại biểu quốc hội là đại diện cho nhân dân, đấy, do nhân dân bầu ra trong các kỳ bầu cử đấy. Thế đại biểu quốc hội là không những đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử đã bầu ra đại biểu, mà còn đại diện cho nhân dân cả nước. Về vấn đề này thì hiến pháp và luật tổ chức quốc hội đã quy định rồi. Thế là cái tính đại diện của đại biểu quốc hội hiện nay là nó thể hiện ở hai mặt. Một là trước hết là phải đại diện cho cử tri ở đơn vị bầu cử đã bầu ra đại biểu. Đấy, và cái thứ hai là đại diện cho nhân dân cả nước. Đại biểu quốc hội là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Đấy, tức là họ được nhân dân tín nhiệm lựa chọn và họ là cầu nối, đấy, giữa chính quyền với nhân dân. Cho nên là cái tính đại diện cũng như là cái việc mà thu thập cái ý kiến của cử tri là vấn đề rất là quan trọng. Nói đến đại biểu quốc hội thì mối quan hệ với cử tri đấy, người ta còn có thể nói bằng cái thuật ngữ là nó giống như là máu thịt. Đó. Nói đến hoạt động của đại biểu dân cử nói chung, của đại biểu quốc hội, trước hết là nói đến cái mối quan hệ giữa họ với người dân, nhất là cử tri mà đã bầu ra đại biểu. Thế hiện nay thì như tôi nói là đại biểu quốc hội của chúng ta hiện nay là có hai dạng đấy. Một là đại biểu quốc hội chuyên trách. Thế nào là chuyên trách các bạn hiểu không? Đại biểu quốc hội chuyên trách là đại biểu mà người ta dành toàn bộ thời gian để làm nhiệm vụ của đại biểu quốc hội. Tức là người ta được phân công làm nhiệm vụ đại biểu. Để có thể là thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có thể là thành viên của Hội đồng Dân tộc hoặc là các cái ủy ban, hoặc là thành viên chuyên trách ở các đoàn đại biểu quốc hội. Đấy, tức là đại biểu thứ nhất là đại biểu chuyên trách. Và loại đại biểu thứ hai là đại biểu quốc hội không chuyên trách, hay còn gọi là đại biểu quốc hội kiêm nhiệm. Tức là họ vẫn giữ một cái công việc nào đó, ví dụ như là một ông bộ trưởng, như ông làm đại biểu quốc hội, được bầu làm đại biểu quốc hội mà. Hay một ông bí thư tỉnh ủy, đấy, hoặc là một ông chủ tịch tỉnh, hoặc là một giám đốc sở. Đấy, nhưng mà người ta được đề cử trong các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội và người ta trúng cử. Thì đối với những cái đại biểu này gọi là kiêm nhiệm, có nghĩa là họ vẫn thực hiện cái công việc là một bộ trưởng, hay là một bí thư tỉnh ủy, hoặc là một chủ tịch tỉnh, là một giám đốc sở. Đấy, thế nhưng mà người ta ngoài cái nhiệm vụ đó là người ta là đại biểu quốc hội, người ta phải thực hiện các cái nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu. Thế đối với đại biểu quốc hội chuyên trách thì họ phải dành 100% thời gian để làm nhiệm vụ đại biểu. Đấy, có nghĩa là họ chỉ có làm cái công việc của đại biểu thôi, cho nên họ dành là 100%. Thế còn đối với các đại biểu quốc hội mà kiêm nhiệm thì hiện nay theo quy định của quy chế hoạt động của đại biểu quốc hội, họ dành 1/3 thời gian, ít nhất là 1/3 thời gian. Đấy, tức là hai, có thể là 2 phần làm cái công việc của họ.
ví dụ như ông bộ trưởng hay là ông chủ tịch tỉnh. Thế còn ít nhất 1/3 thời gian là phải dành cho cái nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đấy, đối với các đại biểu quốc hội thì cái đơn vị hoạt động của họ ấy, là trước hết là họ phải tiếp xúc với cử tri ở cái đơn vị bầu cử. Là khi bầu cử là mỗi một đại biểu là thuộc một đơn vị bầu cử nhất định thì họ phải tiếp xúc với cử tri, họ phải liên hệ với cử tri ở với theo cái đơn vị bầu cử đó. Cái thứ hai là các đại biểu quốc hội này là tham dự theo cái sự phân công của từng đoàn đại biểu. Đấy, mỗi một đoàn đại biểu như chúng ta đã biết là các đại biểu quốc hội mà được bầu ở từng tỉnh thì hợp lại là thành đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh đó. Đấy, thế như vậy là phải thực hiện theo cái nhiệm vụ của phân công của từng đoàn đó. Và chủ động các đại biểu quốc hội là phải tiếp xúc với cử tri, tức là hoạt động với tính chất là của đại biểu. Phải lắng nghe xuống khu dân cư mà cử tri của mình đã bầu ra mình để mà tiếp xúc, để lắng nghe, để tổng hợp những cái vấn đề mà người dân là người ta phản ánh, nói về truyền tải những cái ý kiến đó đến mặt trận tổ quốc, đến quốc hội cũng như là đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu như các đại biểu quốc hội nhận được các cái ý kiến, nhất là các ý kiến khiếu nại, tố cáo của cử tri, thì đại biểu phải tiếp nhận các cái ý kiến và các cái đơn thư đó và nghiên cứu các cái đơn thư đó. Là nhiệm vụ của đại biểu quốc hội không phải là trực tiếp người ta giải quyết các cái đơn thư đó đâu, nhưng người ta nghiên cứu các cái đơn thư đó và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đấy, ví dụ cái đơn khiếu nại đó là nó khiếu nại đối với cơ quan nào, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào, thì đại biểu quốc hội phải chuyển đến, đấy, nghiên cứu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đấy, thì chính vì cái lý do đó cho nên là các anh chị cũng đang dễ dàng thấy rằng là để mà các đại biểu quốc hội hoạt động có kết quả, có hiệu quả thì phải có cơ quan giúp việc. Hiện nay cơ quan giúp việc của các đại biểu quốc hội đó chính là gọi là đoàn đại biểu đấy. Thì mỗi một đoàn đại biểu nó có văn phòng, đấy, văn phòng đó và có những nhân viên để mà giúp cho đại biểu quốc hội. Thế còn ở các nước thì mỗi một nghị sĩ đấy, người ta có những người giúp việc để giúp việc để làm giúp cho các nghị sĩ hoạt động có hiệu quả, thì họ có những cái được tuyển những người giúp việc. Thế ngoài ra, ngoài hoạt động của kỳ họp này, đấy, rồi hoạt động của các đại biểu quốc hội, thì có điều kiện thì các anh chị về chúng ta xem nhá, chúng ta đọc thêm một các cái văn bản ấy để mà xem hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội này, Hội đồng Dân tộc và các cái ủy ban của Quốc hội. Đấy, thì đây là những cái hình thức hoạt động cũng rất là quan trọng. Thì chúng tôi chỉ giới thiệu với các anh chị là kỳ họp Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Đấy, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài thứ 6 là bài về Quốc hội.